các bạn quay trở lại với kênh của Nhà Vui. Chúng ta đang có mặt ở trên tầng 5 của một căn nhà phố. Các bạn quan sát khu vực sân thượng và đi vào phía trong. Ở số này thì chúng ta sẽ đi từ trên xuống, không như thông lệ là đi từ tầng dưới lên. Sàn trên cùng chính là được cấu tạo bởi sàn đất khung thép. Ở phía gian ngoài này chúng ta đang được thấy quan sát thợ làm tầng thạch cao. Còn đây là sàn của tầng 5, được lát gạch hoàn thiện rồi. Ở khu vực phía sau này thì đang còn lộ nguyên hình khung xương kết cấu sàn đất và hệ dầm thép. Chúng ta có thể thấy hệ thống điện đi ở phía trên rất là hay. Tất cả được đi lồng ở dưới sàn đất, ngay ở dưới phần sóng âm dương của hệ thống sàn này. Chúng ta có thể bố trí hệ thống kỹ thuật đi ở phần khe hở này rất là thuận tiện. Phần sàn đất sau khi được hoàn thiện lớp trần thạch cao thì chúng ta thấy hoàn toàn sẽ được bao phủ bởi cái phần hoàn thiện, và chúng ta không phân biệt được đâu là sàn bê tông hay là cái sàn lắp ghép bằng sàn đất này. Đi lại phía trên cái sàn hoàn thiện thì vô cùng là chắc chắn. Chúng ta cùng xem lại hệ thống đường ống kỹ thuật. Sàn phía dưới chúng ta đang đứng đây được làm bằng sàn tấm sàn bê tông tấm nhẹ xe bót, cầu thang thép. Cầu thang thép thì sử dụng mặt bậc tôn nhám để tăng tính ma sát bám dính cho cái cầu thang. Lan can theo cái lối rất đơn giản và cũng là tạo cầu thang thép. Khu vực cầu thang thì là cầu thang chữ U, 3 vế. Hoàn toàn bố trí khu vực này là để chờ cái thang máy. Chúng ta cùng xem lại cái sàn đất từ phía dưới đi. Tôn đất được phủ một lớp mạ kẽm rất bền và đổ bê tông trực tiếp lên phía trên. Các tầng phía dưới là bố trí bằng sàn xe bót. Các bạn quan sát cái khung xương của tấm sàn xe bót trên cái hệ kết cấu dầm thép. Với khu vực nhà phố được cấu tạo làm văn phòng với nhịp lớn thì cái hệ thống khung dầm chính sẽ được làm rất là chắc chắn. Với công trình này thì chỉ áp dụng tôn sàn đất cho cái tầng 5 ở phía trên mà thôi. Các tầng dưới sử dụng tấm sàn xi măng xe bót với mục đích để làm giảm tải cho cái công trình này. Với cái việc sàn tấm xe bót thì hệ thống kỹ thuật sẽ phải đi ở dưới gầm của cái dầm này. Đây là khu vực sau cùng nhà là bố trí của giao thông, cầu thang và khu vệ sinh. Một cái mảng tường bằng gạch kính để sáng. Đây là khu vực vệ sinh. Hệ thống kỹ thuật ống đã được bố trí đầy đủ. Các bạn quan sát là hoàn toàn giống với nhà thầy truyền thống. Các khu vệ sinh, khu lát sàn đều giống hệt với các cái khu vực hoàn thiện của nhà truyền thống. Vẫn là cầu thang thép. Hệ thống cửa kính bố trí lấy sáng rất là rộng, đảm bảo cho không gian này luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Vế thang khá là rộng rãi và phù hợp cho cái đặc tính sử dụng của nhà với chức năng là nhà văn phòng. Ở khu vực tầng dưới cũng giống như khu vực tầng trên, vẫn là các cái xương thép đan để đỡ cái tấm sàn xe bót. Các cái hệ thống cửa vách kính thì được làm kịch từ chân đến sàn, tạo ra độ mở rất là thoáng. Sàn thì là sát sử dụng gạch ceramic khổ lớn, tạo ra sự sang trọng cũng như dễ dàng trong công tác vệ sinh. Mỗi sàn sẽ được bố trí thông hết để bố trí làm không gian văn phòng. Đây là có hệ thống máng cáp điện. Với các cái nhà mà bố trí hệ thống vách kính phun từ trần đến sàn, cho ta độ mở rất là lớn, không gian trở nên rộng rộng rãi hơn, ánh sáng được nhiều hơn, sẽ giảm được rất nhiều cái chi phí năng lượng trong quá trình sử dụng
cho việc thắp sáng của tòa nhà. Máng cáp thì được bố trí riêng để chứa các cái hệ thống kỹ thuật. Vẫn là khu cầu thang thép, nhưng các bạn quan sát thấy hình thế lan can rất là đẹp, đơn giản và rất là mỹ quan. Khu vực này để chờ trong tương lai có thể lắp thang máy ở khu vực lõi thang này. Cột thang cũng làm rất là đơn giản thôi, chỉ cấu tạo thép hộp và hệ thống mặt bậc bằng tôn nhám. Tất cả chúng ta đây hiện tại đang là phần thô hết, chưa có sơn hoàn thiện. Sau khi sơn hoàn thiện và đóng trần các thứ đầy đủ thì công trình sẽ trở nên rất là đẹp. Công trình đang rất ngổn ngang. Đây là khu vực tầng lửng rồi. Cửa sổ cho cầu thang lấy sáng rất là rộng. Đây là khu vực tầng lửng. Đi xuống nữa chúng ta sẽ xuống khu vực tầng hầm, nơi có gara để xe ô tô và xe gắn máy. Đây là khu vực tầng hầm. Đội thợ đang tiến hành thi công gấp rút để chuẩn bị bàn giao công trình. Khu vực tầng hầm để tạo dốc đi xuống từ phía mặt tiền của ngôi nhà. Tôi sẽ dẫn mọi người đi lên từ phía tầng hầm này. Phía sàn trên vẫn sử dụng sàn xem bót. Tầng hầm với khu tầng lửng là thông tầng. Một cái cửa cuốn khổ lớn đã được lắp đặt ở khu vực này. Tầng lửng thông với tầng hầm tạo ra cái độ thông thoáng cho không gian. Hệ thống cửa sổ, cửa đi đều là cửa hệ thống nhôm hệ. Và đây các bạn đã ra phía mặt tiền của công trình rồi. Một cái cột điện nằm ở góc này làm cho nhà bị khuyết góc. Tuy nhiên cách bố trí khá là khoa học, hiện đại với hệ thống lan can sắt, vách nhôm kính, mặt dựng. Rất là hiện đại, phù hợp với chức năng làm văn phòng cho khu vực là trung tâm của Hà Nội. Hy vọng là một vài cái hình ảnh chia sẻ trong cái quá trình thi công của công trình sẽ giúp cho mọi người hình dung được cái tính năng của khu nhà thép, nó khoa học và tiện lợi, và thực chất là sản phẩm nó đẹp như thế này. Xin chào các bạn trong các video tiếp theo.